Ngồi với bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Mời các bạn giới thiệu về mình. Rồi, mời bạn gái. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Chào quý vị khán giả. Em tên là Thái Thị Na, em 24 tuổi. Em làm nhân viên quản lý đơn hàng tại công ty CT Đồng Nai. Em đang sống ở Thủ Đức. Mời bạn trai. Dạ, em xin tự giới thiệu. Em tên là Trương Song Huy, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại đang sống tại góc thành phố Hồ Chí Minh. Em đang là giám sát kho của công ty DKH Việt Nam. Giám sát kho hả? Dạ. Bạn quê đâu? Dạ, em quê gốc là ở Quảng Ngãi. Nhưng mà em sinh ra và lớn lên là thành phố Hồ Chí Minh. Em quê ở đâu? Dạ em quê ở Quảng Nam. Điểm mạnh điểm yếu của bạn là gì? Dạ điểm mạnh của em thì em rất là nhiệt tình, sống chân thành, em hướng ngoại. Đặc biệt là em rất là thích đầu tư vào việc chăm sóc con cái và xây dựng gia đình hạnh phúc. Vậy hả? Muốn có mấy đứa con? Dạ hai đứa là đủ rồi chị. Bạn trai, bạn có thích con nít không? Bạn muốn đẻ mấy đứa con? Bạn có ý tưởng gì để chăm sóc con cái mình chưa? Em thì cũng quan điểm với bạn là em cũng thích hai người cùng người con gái thì càng tốt mà. Dạ. Tại sao thích con gái? Giống anh Nguyễn Linh. Giống anh Nguyễn Linh. Ưu điểm khuyết điểm là gì em? Em là người là vui vẻ hòa đồng. Em không có đụng vào tức đổ tường. Và cái công việc nhà như là lau dọn, quét dọn nhà cửa, nấu cơm, nấu nước gì đó thì em đều làm được. Ồ, giỏi, vậy giỏi rồi. Dạ, tại vì mẹ em đã dạy em từ lúc em còn nhỏ phải tập những công việc đó để mình làm cho nó quen. Mà sau này mình có lấy vợ thì mình cũng làm luôn cho con cái mình. Mình làm cho vợ, mà người ta hay nói là mọi vợ. Mấy người hay nói tôi vậy lắm, người ta nói trời ơi, ông làm mọi cho vợ cứ suốt ngày rửa chén, nấu cơm, rồi giặt giũ quần áo, rồi quét nhà, rồi nó đâu có sao đâu. Vợ, mình làm chứ đâu phải làm vợ người khác đâu, sợ. Dạ. Đừng có lo điều đó. Có ha. Khuyết điểm dạ. Gì không em? Khuyết điểm của em thì em là một người có hơi nóng tính một chút. Và khuyết điểm còn lại của em là đôi khi cũng hay quên. Dạ. Hay quên. Dạ. Hay quên. Rồi, còn Na? Khuyết điểm thì em hay quên. Ủa sao hai người nào cũng hay quên hết trơn vậy? Đừng có nói quen nhau vài bữa nó ủa anh là ai, em là ai vậy ta? Với lại là em là không được quyết đoán cho lắm. Cho nên là em cần tìm một người chín chắn giúp em đưa ra những quyết định đúng đắn. Rồi, bên đây chín luôn rồi, bên đây quyết đoán lắm. Rồi, tình trường đi. Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua hai mối tình. Mối tình thứ nhất thì tại anh đó lăng nhăng quá cho nên là em mới chia tay. Còn mối tình thứ hai thì bởi vì hai đứa cũng không hợp nhau. Mình ghen bao lâu thì mình chia tay? Dạ 8 tháng. Em có bao nhiêu mối tình? Dạ thì em trước giờ chỉ trải qua mối tình chính thức là được 3 năm thôi à. Là chia tay rồi. Tại sao 3 năm rồi mà chia tay vậy em? Dạ thì cái lý do thứ nhất, lúc đó tụi em còn quá trẻ, chưa có tính chắn để nghĩ tới cái chuyện kết hôn. Cái lý do thứ hai là gia đình bạn gái thì ngay từ đầu đã phản đối là quen nhau vì ở xa quá. Với lại gia đình bạn gái không thích người con trai thành phố. Ủa bạn gái ở đâu? Dạ bạn gái ở An Giang, miền Tây ạ. Kỳ lạ ta, nhiều người thích ra thành phố lắm mà ta. Em Na thích con trai ở đâu? Dạ em ở đâu cũng được. Có bí mật gì không? Dạ có. Rồi, tiết lộ luôn đi. Em thì em rất là ngại về cái màu da của em nó hơi ngâm ngâm. Em thấy là trai Việt Nam là toàn thích da trắng thôi. Cái vấn đề đó thì bạn cứ yên tâm, mình thì không quan trọng gì vấn đề đó. Em thích da trắng hay da ngâm? Dạ, da ngâm giống em. Dạ. Thấy chưa? Bên kia là có bí mật vậy, em bạn có bí mật có gì không? Bạn trai có bí mật gì không? Dạ không, em không có bí mật gì hết. Bí mật gì được hả? Chắc không? Dạ, dạ chắc ạ. Dạ, tật xấu của em thì em chỉ qua là ngủ nướng thôi. Ngủ nướng hả? Nướng nhiều không? Nướng cỡ nào? Dạ cũng nửa tiếng, tiếng nữa là dậy rồi. Cũng chưa khét đâu. Mà khét lừa lẹt cũng mấy tiếng mới khét ha. Thôi bây giờ tới mẫu người lý tưởng đi. Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào rồi nè? Dạ em cần tìm một người bạn trai cao trên 1m65. Bên kia cao nhiêu? Dạ hơn. Dạ mấy 69 chị ơi. Rồi đúng. Được. Về tính tình thì điềm đạm, hài hước một chút, biết san sẻ công việc, chịu khó làm ăn, cái chí tiến thủ. Còn điểm gì em không thích ở người bạn trai? Dạ em không thích bạn trai lăng nhăng, gia trưởng, cọc tính và không thích bạn trai nhậu nhẹt nhiều quá. Thôi, bên kia có nhậu nhẹt không? Nãy giờ chưa hỏi. Không, tứ đầu tường không có rồi. Không, lăng nhăng. Dạ, không rồi, nhìn bạn là biết rồi, không bạn thích người con gái như thế nào? Cái điểm đầu tiên á mà em mong muốn người bạn gái là đeo kính giống em. Đeo kính hả? Bên kia lấy kính đeo vô đi. Dạ em cũng bị cận nhưng mà em không đeo kính. Trời ơi, dở. Bữa nay bấm nút xong rồi dẫn nhau đi mua cặp kính nha em. Dạ. Về vấn đề mà ngoại hình á thì em chỉ cần cao khoảng 50 trở lên là được. Mập ốm cao thấp gì đó thì em không quan trọng. Tóc nâu môi trầm được không? Dạ được, tại vì em thì thích người phụ nữ là pha một chút truyền thống với hiện đại một chút. Dạ thấy đạt chuẩn hết trơn hết trọi rồi đó. Em không thích gì người phụ nữ? Dạ em không thích người phụ nữ là hay càm ràm với lại son phấn lè lẹt quá là được. Thế nào là lè lẹt? Dạ nói chung là khi mà mình đi chơi á đơn giản thôi chứ đừng có đánh phấn đánh son nhiều quá. Cỡ này được không? Coi kìa. Đó. Dạ em chào chị.
Dạ cũng được chị, tại vì lên chương trình thì nó như vậy thôi, nhưng mà khi ở ngoài thì em thích sự đơn giản hơn. Ở ngoài chị cũng vậy đó. Vậy là đơn giản lắm rồi mà ta. Đẹp không em? Dạ đẹp, rất đẹp ạ. Son phấn chút xíu là đẹp chứ có gì đâu mà không thích. Dạ. Làm gì ngồi mà quíu tay quíu chân dữ vậy? Dạ đâu có đâu, em ngồi. Dạ cái bụng này hơi bự á nha. Tại vì như vậy là em đã ốm trước hơn rất là nhiều rồi đó chị. Ốm hơn bao nhiêu ký? Bụng bự. Dạ, em là nhiêu ký? Dạ 18 ký, ốm hơn 18 ký. Hả? Chứ hồi đó em nhiêu ký? Dạ hồi xưa thì em nặng đến 98 ký lần. À. Rồi sau đó thì một thời gian cái năm vừa rồi á, em có đi tập thể hình, tập gym để cho cơ thể mình ốp bớt. Thôi bây giờ quay lại vấn đề chị hỏi nè, bây giờ nếu được thì khi nào em tiến tới hôn nhân? Dạ về cái vấn đề mà thời gian tiến tới hôn nhân á, thì cái chuyện đó đối với em thì nó thoải mái thôi, tại vì mình không có nói trước về cái vấn đề đó, nói trước mất công bước hôm qua. Thì khi nào mà tình yêu của cả hai đã đủ lớn, đã cảm thấy được là mình thấu hiểu nhau, mình cần nhau cho cuộc sống này, thì cái chuyện kết hôn kia là sớm muộn thôi. Hay nhưng mà quá. Mình phải có chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ mình cứ nói vậy rồi mình không chuẩn bị, tới lúc tình yêu nó chín mùi rồi không có tiền đám cưới. Thì có chứ ạ. Cái đó thì nhà cửa thì em có đầy đủ hết rồi. Nhà cửa có luôn rồi. Dạ. Rồi. Nhà của ai? Dạ nhà của ba mẹ em với em. À, là về làm dâu đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi nó nghe nè. Dạ. Bên này là bạn gái có cái kế hoạch là thích nuôi dạy và kế hoạch con cái rất là ổn định. Em có cái kế hoạch gì để mà phát triển kinh tế, để mà ổn định, để mà lo cho con cái chưa? Vì bạn này rất quan trọng chuyện con cái. Dạ như vậy con cái thì con mình là mình phải nuôi, đó là chuyện đương nhiên. Mà nuôi đương nhiên, nuôi sao mới được chứ. Còn về cái công việc của em thì mình cứ tiếp tục để mình có những cái tiến tới, những cái mà phát triển sự nghiệp, thì cái đó em cũng phải định hướng. Ok. Ý gì Tường nói là sao mà cái kho đó của mình luôn á. Đúng rồi đó. Hôm qua coi đàn gái thế nào mà chỉ qua chỉ hỏi quá trời luôn nha. Phải hỏi chứ. Ô, chào em gái, dễ thương quá. Nãy giờ em nghe anh bên đó nói chuyện em cảm nhận sao? Em cảm nhận là anh đó là một người nước da thì hơi ngâm một chút. Hơi không ngâm, con... anh không ngâm. Không. Anh quá ngâm luôn á. Tính tình thì chắc là cũng bộc trực. Cũng dễ thương lắm á. Em có ngại làm dâu không? Dạ không. Vậy được rồi ha. Dạ. Khỏe rồi đó, anh thấy cũng hợp lý đó. Cặp này ổn rồi, cặp này thích hợp rồi. Rồi. À, hôm nay em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với lại em gái em với lại bạn em. Anh thấy anh này sao? Dạ em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Thì em cũng không có khó tính lắm, nhưng mà em cũng muốn hỏi anh đó là anh có biết nghe được tiếng Quảng Nam hay là Quảng Ngãi gì không ạ? Được em. Chị em á thì nhiều lúc cũng hơi trẻ con á anh, thì em không biết là anh có chịu chị đó được không ạ? Tại vì hồi nãy anh có nghe bên bạn gái nói là cần một người hài hước, thì cái dạ. Vấn đề đó thì anh không có thiếu. Cái chuyện dạ. Đó thì em cứ yên tâm. Dạ. Ơi dạ. Vậy chị ơi, em thấy là tới luôn đi chị. Trời ơi, em thì đơn giản bây giờ dẫn theo là coi họ có hai câu rồi tới luôn đi chị hả? Được. Tại em thấy anh cũng được cỡ tầm 80-90% wow, rồi chị. Vậy là quá xuất sắc quá. Rồi. Tới luôn nha chị nha. Tới luôn. Rồi, bạn trai hôm nay mình đi với ai nè? Dạ nay em có đi với bà ngoại, với mẹ và một số người bạn của mẹ. Chào ngoại. Ngoại trẻ quá nha. Chào chúc Quyền Linh và cô Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả. Tôi là bà ngoại của Song Huy. Cháu đây thấy cũng dễ thương. Hai đứa cho nhau cơ hội đi rồi có gì tìm hiểu thêm. Trời ơi ngoại. Bà ngoại chắc coi bạn của hẹn hò nhiều lắm. Chừng nào cũng có coi hết. Dạ. Dạ. Cho gặp mẹ đi. Dạ. Mẹ. Chào Nguyễn Linh, chào Trần Cát Tường, chào quý khán giả. Đây thì mẹ thấy là thấy cháu cũng xinh cũng được thì mẹ thấy mẹ thích đó. Chào cô đi em. Dạ con chào mẹ, con chào cô. Thấy chưa, mẹ thích lắm. Nhà trai nhà gái đồng ý hết rồi, ăn thua là hai trẻ thôi. Kéo màn. Mời hai bạn. Dạ cảm ơn. Em tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Để cho em khỏi phải rung và bất ngờ thì anh sẽ mở lời chúc cho cuộc trò chuyện của hai đứa mình ha. Dạ. Thì lần đầu tiên thì anh cũng cảm ơn chương trình Bảy Mối Hẹn Hò đã mang đến đây, mang đến một người con gái rất dễ thương mà xinh như em. Dạ em cảm ơn. Tại vì cái tâm lý khi mà hai người mà yêu nhau á thì sẽ có cái tư tưởng là nhớ nhau và mong muốn được gặp nhau nhiều hơn. Em có thích xem phim không? Dạ thích ạ. Thế loại phim em thích là những thể loại nào? Có thể chia sẻ. Thường thì đi xem phim rạp thì em thích xem phim hành động. Hành động giống anh. Cho cặp vé đi coi phim liền luôn đi anh Linh, xong ngồi nói chuyện phim không? Có hệ thống cùng rạp 212 Lý Chiến Thắng chứ toàn phim hay không à? Thì em nghĩ là cái vấn đề kinh tế gia đình thì nó như thế nào nó sẽ tốt hơn. Có thể là chia sẻ cho anh biết là ai là người giữ tiền. Dạ cho em hỏi là anh có biết giữ tiền không? Nói chung là về vấn đề mà giữ tiền á, mỗi khi anh xài cái gì thì anh rút ra vừa đủ xài thôi. Anh không dám rút nhiều. Tại vì anh sợ là thấy nhiều tiền quá là mình phung phí. Vì nói thẳng là về cái phần giữ tiền anh rất là yếu. Về mà yếu.
yếu là phải rút hết, xài hết mới yếu. Yếu là rút hết chứ. Là giữ tiền hay đó em. Em tính là nếu trường hợp như mình có vợ thì đương nhiên là phải vợ giữ. Về vấn đề giữ tiền, nếu mà anh giữ không được thì để em giữ. Đó là chuyện đương nhiên. Còn nếu anh giữ được thì em cũng giữ. Anh chỉ cần mỗi một ngày á thì chỉ cần tiền uống cà phê, đi làm, đổ xăng này kia thôi là... Mới yêu thì ông nào cũng nói giữ tiền không quan trọng, em giữ cũng được, anh không cần đâu. Rồi tới chừng năm sau có con nữa, sau thì lúc đó mình ngu quá ta. Bỏ qua chuyện tiền bạc đi, yêu nhau đừng nói chuyện tiền bạc. Bây giờ tấn công luôn nè, hát một bài nào nó tình cảm, tặng bạn gái đi mình nói chuyện tiếp. Dạ, anh sẽ hát tặng em một bài. Thì cái bài này nó hơi cao một chút, thì anh sẽ cố gắng hát để tặng em. Con đường rất dài, anh sẽ vững tin khi em đang cùng đi với anh. Và nói với chàng với sao anh muốn được gặp em. Đừng cố cho anh thấy vui và dối anh khi em buồn. Hãy nói ra hết những tâm tư trong lòng, để biến giấc mơ của chúng ta thành hiện thực nhé. Hãy nắm tay và bước bên anh người ơi. Ủa tôi có thấy nó cao chỗ nào đâu mà tự nhiên vô nó cao lắm. Trời ơi, là tôi tưởng nó sắp bắt ghế tới nơi. Cảm nhận của bạn với bạn giọng ca của bạn nam như thế nào? Dạ rất là ấm. Em thấy là anh có nhiều điểm rất là tính tình rất là giống em. Về cái cách mà anh chia tiền cũng giống em. Hai ông bà này keo lắm rồi. Bạn gái muốn chuyện nào đám cưới? À, dạ theo em thì đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đông đầy. Thì sau khi chương trình sẽ còn rất là nhiều thời gian, rất là nhiều cơ hội để hai đứa mình có thể được biết rõ về nhau. Thì cái trong cái thời gian sắp tới đó, anh sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm mà anh dành cho em là sự chân thành, sự thật lòng, và sẽ mang đến cho em sự yêu thương, sự che chở. À, mọi sự là ở anh, tất cả là vì em. Trời ơi, cái anh Quảng Ngãi này nó khúc nào mà anh nói hay dữ vậy trời. Câu này học lâu chưa? Dạ em mọi sự lỡ anh chuẩn bị sẵn đầu á. Chuẩn bị sẵn đầu. À anh không thấy đó, anh ngồi sau lưng đâu thấy này nè, mọi sự lỡ anh, tất cả là vì em. Xong. Đó. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha, từ nãy giờ chúng ta đã có ít phút để trao đổi, để trò chuyện với nhau. Cũng đủ để ta cảm nhận được rằng đối phương có phải là một nửa của mình hay không. Trái tim mình nãy giờ đã rung động gì hay chưa? Và suy nghĩ thật kỹ, bản thân mình phải quyết định cho cái nút bấm của mình. Suy nghĩ thật kỹ nha. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Vậy là đủ yêu thương rồi đó, hoa bắt đầu chớm nở rồi. Dạ. Ha, cảm xúc đông đầy với hai bạn. Một cô gái rất là dễ thương, một chàng trai cũng thông minh, dứt khoát, quyết đoán và cũng có một chút lãng mạn. Hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu nhau nhiều hơn khi mà đến cụm rạp Cinebox 212 Liên Thắng xem phim. Tay nào nắm tay, cảm nắm nhận tay. Đầu tiên sao bạn, thấy cảm giác sao? Dạ em hơi run. Hơi run đúng không? Có run là có yêu rồi đó các bạn. Nếu không yêu thì nó khó rung lắm. Quà tặng của các bạn là một cặp gối cao su Thiên Nhiên Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm Đồng Phú. Gửi tặng hai bạn phần quà đặc biệt, đó là một phần chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Gửi tặng hai bạn một phần quà của Kumagol, trợ lý dạ dày, trợ sức thành công. Và đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng cho hai bạn. Rồi, nắm tay nhau thật chặt, đi coi phim nha. Phim hành động, phim ma gì cũng có hết. Đến hai bây giờ vừa đi vừa hát cái bài nãy nào. Con đường rất dài, anh sẽ vững tin khi em đang cùng đi với anh. Anh trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình. 2 mối tình rồi, dạ. Vậy mà nó nhút nhát. Hồi đó em vào này thì em thất nghiệp á, em không có muốn làm khổ ảnh nên em bỏ ảnh. Rồi cô này cũng lạ nha, tôi mà thất nghiệp mà ai lo cho tôi, có thể đu đeo theo chứ. Đầu một cặp đôi rất là nhiều cảm xúc cho tất cả mọi người ngồi ở đây, và anh Nguyễn Linh và Cát Tường cũng cảm thấy rất là vui. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay, xem họ có chạm được dây cảm xúc với nhau như vậy hay không nha. Bắt đầu. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em. Chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh. Mời bạn nam.
Rồi đi em. Rồi em giới thiệu đi, em tên gì? Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Trịnh Thị Trâm. Em quê gốc ở Quảng Ngãi, lớn lên thì ở Đắk Lắk và hiện tại sinh sống và làm việc tại bệnh viện Vạn Phúc ở Bình Dương. Em là dược sĩ á chị. Ở dược sĩ làm việc ở Bình Dương. Dạ. Quê Quảng Ngãi. Dạ. Ôi sao bữa nay nhiều người ở Quảng Ngãi thế nhỉ? Ai, mời bạn nam giới thiệu. Dạ, em chào anh Quyền Linh, dạ. Chào chị Cát Tường, chào bạn ở bên kia, chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Anh Vinh, nay là 31 tuổi, sống ở Quảng Ngãi và đang làm việc ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, làm kỹ sư xây dựng cầu đường. Lại Quảng Ngãi. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là năng động, tự tin, hiền, biết nấu ăn nữa chị. Còn điểm yếu của em chắc lẽ là do khó tính và kỹ tính một xíu, do tính chất công việc á. Khó là khó cỡ nào? Cũng vừa vừa chị. Bạn trai, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Em ưu điểm là biết hót. Rung quá ha. Dạ, rung quá. Biết hát là được rồi. Dạ. Giờ hát bài cho đỡ rung đi nào. Dạ. Vàng cây lá bay, đôi tay ngây buồn mang si tư về. Này đôi mắt nhung kiều xa môi mềm tìm đến cơn mê. Niềm tin đã lạnh theo tháng năm giá băng. Em có nghe ngoài phố đang cây quà, bao nhiêu xa quà là bấy nhiêu tâm tình mang ý thơ mong chờ. Rồi hết rung chưa? Dạ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Em ưu điểm là biết nấu ăn, nhiệt tình trong công việc. Còn điểm yếu là hay nhút nhát trước đám đông. Em là thích nga thẳng, đúng giờ. Chứ còn ví dụ như hẹn bọn mình 5 giờ là 6 giờ tới là em thích. Em nga thẳng. Đâu quay thích điều đó đâu, hẹn 5 giờ 6 giờ tới là bực mình lắm à. Dạ đúng rồi. Dạ. Anh trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình. 2 mối tình rồi. Dạ. Vậy mà nó nhút nhát. Lý do tại sao chia tay? Nói chung là thưa anh Quyền Linh, chị Tường với quý vị giả thêm. Mà em là cũng bị suy thận rồi, cũng được cái chiến nam rồi nên là quen có mối tình sau á, là họ đâu lúc họ không thông cảm, việc chia sẻ hoàn cảnh này em á là chia tay. Rồi cái ở không luôn tới giờ đó hả em? Dạ. Bạn gái đã giờ nghe điểm mạnh điểm yếu rồi, nghe tình trường của bạn trai thì em cảm nhận bạn trai bên đó như thế nào? Cũng trải qua tình trường dữ dằn lắm rồi. Đâu gì đâu dữ dằn, thanh niên mới có 1-2 mối tình mà dữ dằn cái gì? Em trải qua mấy mối tình? Dạ em cũng 2 mối tình. Đó, thì em cũng dữ dằn. Rồi em muốn mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Cao 1m68. Anh cao nhiêu em ơi? Dạ em cao 1m67 vậy. Thiếu một phân nghe cưng, du di cho người cùng quê bớt một phân nha. Với lại điềm đạm, hiền hòa một chút, nhưng mà biết thương gia đình nữa. Dạ cái đó là em có chị. Vậy thôi chị. Vậy thôi. Dạ. Tiêu chuẩn đơn giản vậy đó hả? Dạ. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Hút thuốc, nhậu nhiều. Em thì thuốc thì em hút mà nhậu ra xỉn quá chị. Thuốc không hút, nhậu một chai là xỉn. Vậy được là không em? Đáp ứng nhu cầu của nó được rồi đó. Được ha. Bạn trai, mẫu người lý tưởng của em sao nè? Em thì cần một bạn nữ có 1m50 trở lên, còn người tròn tròn tí, tính tình thì ví dụ trung thủy, mẫu người gia đình. Thích người tròn tròn. Dạ tròn, dạ, bởi vì em ốm quá này em thích người tròn tròn tí. Quan coi coi tròn cỡ nào nha. Chờ là chút xíu. Tròn lắm. Anh chào Huyền Linh. Quá tròn. Dễ thương tròn quay luôn ơi. Em thích người đàn ông da trắng hay da đen? Da gì cũng được, miễn sao mà khỏe được. Da càng đen càng khỏe nha. Thích mấy đứa con? Dạ 2 đứa là đủ rồi. Rồi, tròn ha. Anh có món quà tròn hơn em đó. Mình đi làm, mình làm dược sĩ là mình đi bán ở tiệm thuốc á hai em? Hay là bán trong nhà thuốc bệnh viện á chị. Nhà thuốc bệnh viện. Chào chị, chị rất đẹp. Cảm ơn anh. Nghe khen đẹp có đứng hình luôn. Rồi giờ mình dự kiến là lập nghiệp trong này hay về Đà Nẵng? Dự kiến lập nghiệp trong này chị. Cũng phải định hướng bao lâu mình mua đất, mua nhà rồi gì đó mình mới sinh con đẻ cái. Dạ đúng rồi, được. Định hướng thì khoảng 2 năm là mình mới kiếm một cái chỗ nào. Nếu mà có điều kiện thì mua ở thành phố, không có thì mua gần thành đúng phố. Rồi, ra vùng ven ha. Dạ đúng rồi. Có cái điều gì em không thích ở một người bạn gái không? Càng nhạc. Em như nấu ăn lần rồi được rồi, em thích càng nhạc. Như người miền Trung mình có gia trưởng không? Dạ không, em không gia trưởng. Cụ thể công việc của em là công việc như thế nào? Em là giờ giám sát thi công công trình. Thoát là thứ nhất kích thước cô độ này nó chính xác hay không? Giám sát rồi còn có dám làm không? Dạ, dám làm chứ. Dám làm luôn á. Dạ. Phải dám làm ta mới cho giám sát chứ đúng không anh? Dạ. Rồi được rồi, cảm ơn anh. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ hôm nay đi với bạn thân của em ạ. Em chào chị Cát Tường. Chào em. Chào anh Quyền Linh. Chào khán giả ở trường quay. Bạn em thì khá là trẻ con. Không biết là anh có
có thể nhường nhịn được không? Cái chuyện đó là anh dễ, anh sống nội tâm lắm, anh hiểu lắm. Anh mà anh thích là thích dẫn bạn gái đi sắm vậy. Dạ. Em chiều đi mua sắm á. À mua sắm mà. Dạ. Tưởng đâu thích dẫn bạn gái đi khám nghe. Dạ, đi mua sắm à. Nghe nó không? Rồi vậy được, khỏe rồi đó em. Dạ, cảm ơn em. Rồi bạn trai mình có đi với ai không em? Dạ em đi với ba em, với đứa em ruột, với một bạn đồng nghiệp. Dạ, xin chào Quyền Linh và xin chào các khán giả nữa. Sau này đã tìm hiểu được thì nói chung là cũng cầu chúc cho nó được trăm năm hạnh phúc. Đã có điều rất mừng rồi đó. Mà không biết con bé này nó có chịu làm dâu chú không con? Có chịu làm dâu chú không con? Này con mới gặp mặt anh nè chú. Từ từ tìm hiểu rồi cũng cố gắng làm dâu chú nghe. Dạ con chào chú. Rồi. Bên kia chuẩn bị tinh thần á, đây tròn lắm à. Sao mà giảm cân đi. Kéo màn lên. Rồi em cảm ơn quà nè. Cảm ơn anh. Rồi. Món quà bự hơn hai người luôn. Dạ. Dạ em thấy em cũng đẹp. Dạ em cảm ơn. Em làm dược mà em làm ở quận mấy em? Dạ hiện tại em đang ở Bình Dương anh. Ngay chỗ Bình Chuẩn á. Dạ rồi em biết đó rồi. Anh thì làm quận 9. Hồi xưa anh cũng ở đó nhưng mà giờ anh dần chuyển xuống vô gần Quận Trình á. Nếu mà anh với em hẹn hò thì tuần khoảng mình gặp nhau bô lao. Cái này là tùy vào công việc của em đó anh, tại em làm ở bệnh viện á, có khi trực hoặc là sắp lịch nghỉ không có thể cuối tuần. Dạ thì mình hẹn ở bệnh viện. Anh á thì công việc của anh á là không có ngày chủ nhật, không có ấy, nên là anh có rảnh là rảnh thời gian tối, cũng gặp thì chủ ban đêm. Dạ. Mà hơi xa đó. Dạ, không xa anh không quan trọng. Lúc trước anh ở đây ngày chú visit một á, Bình Dương. Sao bạn gái cảm nhận bạn trai thế nào? Ố em tưởng. Thì có con gấu nó bù qua. Chắc này cũng ai chăm sóc nè. Dạ. Nhìn cũng được, anh cũng cao. Anh với em đánh với đây được là cũng như một cái duyên rồi. Dạ. Nhau cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau, cho hơi một phút thì không thể. Ví dụ cô không cho cơ hội thì sao? Thì cố gắng. Cô không cho luôn thì sao? Dạ. Mình nói nếu như bây giờ em và anh quen nhau, tìm hiểu nhau thì anh sẽ làm gì cho em tin vào những cái gì, anh sẽ hướng em tới tương lai gì đó. Nói đi, bắt đầu, đừng có nói cơ hội nữa nha. Thì nói chung là em cho anh cơ hội, chúng tôi đã tìm hiểu nhau. Tất nhiên em với anh với em là thấy có cái điểm tương đồng rồi đó. Để cho nhau cơ hội nha. Em sẽ làm gì? Sẽ làm gì để nếu, đủ nếu tiền cưới vợ? Nếu em cho anh cơ hội thì anh sẽ chứng minh điều gì? Đúng rồi, chứng minh điều gì? Là anh là người chồng tốt. Rồi tốt rồi, còn gì nữa? Tin tưởng, em tin tưởng, để em tin tưởng. Cùng bước tới tương lai. Sao hỏi cổ coi chừng, nếu anh ấy anh thích em quá thì chừng nào em chịu? Hỏi đi. Hỏi đi. Dạ, anh thích em hả? Anh thích em. Thôi. Đặt tay vào nút bấm. Bây giờ quan trọng là do bạn gái thôi. Bạn gái hãy suy nghĩ thật kỹ. Và bây giờ chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Một người chân tình như thế, chân thành như thế, nhưng tại sao em gái là không bấm nút? Dạ vì tại em thấy không hợp lắm, này ở xa quá. Ở xa anh đâu có ngại xa gì đâu. Nhưng mà em ngại xa. Anh có dễ thương không? Dạ có. Anh có chân tình không? Có, em thấy anh chân thành đi. À chỉ có xa thôi. Dạ. Anh cảm giác trong lòng thế nào? Trời ơi, buồn tí thôi. Chắc chắn phải buồn rồi, bởi vì anh quá chân thành. Có một cái cơ hội để mình gặp cái người hợp với mình mà vì khoảng cách quá xa. Xin gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây gửi tặng hai bạn một phần quà của Kumagon, trợ lý dạ dày, trợ sức thành công. Rồi, đừng lo lắng, có hàng triệu người đang theo dõi và họ sẽ bấm nút các bạn đấy. Rồi, rồi. Cảm ơn. Chào hai bạn. Rồi, tới rồi em. Sorry cưng, trái bên trái, ghế bên trái. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra nhé. Ồ, nay mặt nạ ngủ vậy. Chào hai bạn. Bây giờ mình giới thiệu thông tin về mình trước đi ạ. Dạ, em chào chương trình, chào chị Tường cũng như bạn gái kia. Em là Lê Hùng, năm nay 28 tuổi. Hiện tại em làm công việc tại Tân Bình và sinh sống bên Hóc Môn chị. Em đang làm công việc gì? Hiện tại em làm bên nhân viên văn phòng bên công ty tài chính. À, mình làm công việc này lâu chưa? Dạ, em mới chuyển sang chị.
Quê mình là ở đâu? Dạ quê em ở Hà Tĩnh nhưng mà em đẻ trong Bình Phước ạ. À quê Hà Tĩnh. Vậy bây giờ còn ai ngoài Hà Tĩnh không? Dạ còn họ hàng em. À rồi gia đình là dạ, ba mẹ vào đây hết rồi. Dạ dạ. Rồi thế còn em? Dạ xin chào chương trình, chào chị Cát Tường và chào anh bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh năm 93, hiện sinh sống và làm việc tại huyện Bình Chánh, nghề nghiệp tại giáo viên mầm non. Em là sinh năm nhiêu? Dạ em 92. 92 là 93, được ha, vừa vặn. Thứ bảy chủ nhật là mình nghỉ đúng không em? Dạ đúng rồi. Mình đang ở với ai? Dạ em ở với ba mẹ với lại một chị gái và một em gái. À rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là em biết đá banh, nấu ăn ngon, hát cũng được, với lại em đi phượt. Đá banh, nấu ăn ngon. Dạ được, nấu ăn ngon được những món gì? Dạ nói chung món lẩu, món chiên nướng em nấu được hết. Wow, vậy nữa rồi thích đi phượt, đi được những đâu rồi? Dạ em đi cũng tàu, nói chung gần gần trong xung quanh. Đi đông giúp bạn? Dạ đúng, em đi nguyên trong đồng nghiệp trong công ty. Mỗi lần đi vậy là mình chở ai? Dạ em chở bạn của em. Đổi tài với nhau. Dạ dạ đúng rồi. Em có thích đi phượt không? Dạ cũng thích chị. Hai người trao đổi coi, mình rủ nhau sắp tới mình làm chuyến đi phượt ở đâu coi. Ồ bạn hiện tại ở đâu đó? Em chứ người ta nhờ bạn cái gì đó. Hiện tại em đang đâu đó? Dạ em ở huyện Bình Chánh anh. À Bình Chánh cũng hơi xa. Em ở đâu? Em bên Hóc Môn. Môn ở Bình Chánh thì đâu xa, trong thành phố mà người ta, trời ơi qua tỉnh khác người ta còn chưa thấy gì nữa. Dạ. Thì nó cũng không sao ấy. Tiếp rủ đi vụ đi phượt. À không biết hiện tại là bạn thì... em. À em hiện tại là không biết là hiện tại làm việc từ thứ mấy đến thứ mấy ta? Có tỉnh. Dạ, hiện tại thì em làm việc từ thứ hai tới thứ sáu. Nhưng mà hiện đại thì thứ bảy chủ nhật em cũng có đi học đó. À thứ bảy chủ nhật đi học hả? Dạ. Nhưng mà buổi tối có rảnh không em? Dạ buổi tối thì rảnh anh. À vậy. Ừ khi nào mà tối rảnh thì anh có thể qua chở em đi chơi cũng được ha. Đi ăn uống cà phê. Nếu anh không ngại xa thì vẫn được. Không sao hết. Trời, nói chung tình yêu cỡ nào đi được hết. 30 phút rồi xa dạ. Sâu cái gì không biết nữa. Điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì? Dạ điểm mạnh của em thì trong công việc thì em rất là năng nổ. Trong cuộc sống thì em biết nữ công gia chánh chắc cũng tạm ổn. Hai người dạ. Ổn nha. Vui vẻ. Có điểm yếu là giống như não cá vàng á chị, hay quên. Với lại nhiều lúc em cũng hay nổi nóng, với lại kỹ tính quá, người ta nói mình khó khăn á chị. Dạ. Ở tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, mối tình chính thức thì em quen hai bạn. Bạn thứ nhất thì quen gần năm, bạn thứ hai thì quen mấy tháng chị. Bạn thứ nhất quen năm đó là sao chia tay? Dạ, do bạn hơn em 4 năm tuổi. Với lại gia đình bạn nó không chấp nhận. Lý do tại sao gia đình bạn nó không chấp nhận? Chấp nhận dạ, chuyện gì? Thứ nhất là do em trước đó em đang sinh viên, em đang học chưa có nghề nghiệp ổn định. Thứ hai là em bằng nhà bên kia sợ bạn nữ lớn tuổi hơn em, thì sau này sợ bạn nữ già hơn em á. Nhưng mà em có nghĩ như vậy không? Lúc quen em đã biết người ta lớn hơn em rồi, em vẫn quen. Lúc đầu em quen em tưởng hơn có 1-2 tuổi, nhưng sau mới biết là hơn em 4-5 tuổi. Và bản thân em cũng thấy là nó không ổn. Dạ em thấy bình thường em cũng chấp nhận thôi, nhưng mà bạn nữ, gia đình bạn nữ không chấp nhận. Em không chia tay nhưng mà bên bạn nữ thì người ta đòi chia tay. Rồi xong luôn. Dạ. Rồi mối tình thứ hai sao chia tay? Thì trước em quen bạn mấy tháng nhưng mà sau đó em chuyển xuống đây em đi học, với lại em làm dưới này. Xong rồi xa quá thì không có quen nữa. Trời, xa mặt cách lòng. Dạ đúng. Cái gia đình ngăn cản, cái xa mặt cách lòng, không biết cái này sao đây. Bây giờ lớn rồi. Giờ bao nhiêu? Giờ sinh dạ, 92 giờ 28 tuổi. 28 tuổi. Em nghĩ là bao lâu nữa thì em lập gia đình? Dạ em tầm 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng đến 1 năm. Em đã chuẩn bị mọi thứ chưa? Dạ chuẩn bị hết rồi. Nếu như vậy thì lần này cố gắng, nếu muốn lập gia đình rồi thì có khó khăn gì cũng cố gắng hai bạn. Mình chủ yếu là cái tình cảm mình nó vừa đủ, nó chín mùi, nó đủ lớn thì mình sẽ cùng vượt qua. Đừng bỏ cuộc nữa nha. Khoảng cách địa lý hay là cha mẹ ngăn cấm gì, nếu mình yêu mình sẽ được vượt qua hết. Đồng ý không? Dạ. Thế em tình trường sao? Dạ em nếu tính tình trường tính thức, chính thức á, thì có một mối tình thời sinh viên chị. Lúc đó em đang học cao đẳng mà bạn đó muốn tiến tới hôn nhân, nhưng mà em không muốn tập gia đình sớm nên chia tay. Rồi vậy thôi. Dạ. Còn mối tình nào nữa? Mấy bạn chỉ làm quen thôi chị, chứ không có tính là mối tình. Chỉ tìm hiểu thôi, nhưng mà chắc là do duyên chưa tới. Vậy là cũng chưa có gọi là quen chính thức bạn nào. Chính thức bạn dạ. Nào. Trời ơi, bao nhiêu đó, 28 tuổi, 27 tuổi rồi phải không? Dạ. Rồi ở nhà gia đình có ý kiến gì không? Có hối thúc dạ không? Có chị, tại vì em cũng chơi chung với hội bạn thân toàn là nữ không, mà các bạn cũng toàn độc thân. Mẹ hỏi chứ, ủa có thích con trai hay là thích con gái? Mẹ đi đồn khắp lớn luôn. Cuối cùng là thích con trai hay thích con gái? Dạ, thích con trai chị. Thích con trai? Dạ, em con gái thẳng. Chắc không? Dạ chắc chị. Có bao giờ em sao xuyến nhớ một cô bạn gái nào chưa? Dạ không chị. Có không? Không. Thấy con trai là có rung động không?
Chú thấy đúng gu mình. Trai đẹp thì em sẽ rung động chị. Trai đẹp thì em sẽ rung động chị. Trời ơi, cũng làm tôi hoang mang nha. Áo dài thước tha lắm nha. Được phải không? Dạ được chị. Bên này em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao hơn em trên 1m6, có nghề nghiệp ổn định. Về tính tình thì phải thật thà. Trong công việc thì phải cần cù, với lại có chí cầu tiến, cũng biết kính trên nhường dưới chị. Thì thấy bên đây là cũng hợp lý đó. Em cao nhiêu? Dạ 1m7. 1m7, tướng tá ngon lành, sáng sủa, công việc ổn định. Được. Thế còn em? Dạ em thì thích bằng nữ tầm 1m55 trở lên. Được. Dạ ngoại hình dễ thương, da trắng tí. Được. Nói chung là vậy được chị. Vậy được thôi. Tóc tai mặt mày quần áo trang phục, nói chung là tùy bằng nữ. Còn nữ thì theo gu sao thì chấp nhận. Hiện đại chút được không? Dạ được. Dễ tính ha, chỉ cần là cao ráo ha, trắng trẻo xíu là ok đúng không? Dạ. Thì có hình không em? Có hình không? Có hình không? Không, đưa chị coi. Dạ có, tắm nhỏ xíu. Trời ơi, bốn cô gái nhỏ xíu. Kiếm đi em. Ba chàng trai ấy, em chọn chàng trai nào? Thật ra ba chàng trai chứ tôi thấy focus lại có hai chàng à. Ai? Anh đó. Anh đó, đâu? Anh nào? Tại sao chọn anh đó? Em nghĩ anh bên đây thì đứng kế bạn nữ hơn. Chắc là bạn của bạn này. Còn trong hai anh này thì anh này cao hơn. Cũng hay. Em chắc bạn này. Tại sao chọn bạn đó? Thì em nghe cái khuôn mặt với cái giọng. Nghe cái giọng với cái tiếng mà đoán được luôn ha. Yeah. Nhưng mà cô này cái đưa tấm hình này ai mà chọn trúng cổ mới lạ. Yeah. Gian lận thiệt tình luôn. Rồi, mời hai bạn nhìn về cửa trái tim để chúng ta xem sự lựa chọn của chúng ta ngày hôm nay có đúng hay không quý vị nha. Xin mời hai bạn. Sao, em gái thấy mình đúng không? Dạ hình như đúng. Đúng rồi, còn em trai sao? Em cũng biết hình như đúng hay sao. Đúng rồi mà đúng. Cổ là cái cô thuốc làm sao này phải không? Em là chút yếu sau này nè phải không? Dạ đúng rồi. Ngoài tay chị. Dạ. Cô trên sau lưng này chứ gì? Chỉ sao đưa tấm hình bốn cô mà cổ ngồi tuốt ở đằng sau, mặt nhỏ xíu bắt người ta tìm. Trời ơi, ác nhân ghê vậy đó. Dạ. Trước tiên có món quà tặng cho bạn em. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, em cũng có món quà gửi anh. Rồi, cảm ơn anh. Rồi. Tại sao mới gặp nhau mà đã tặng người ta trái tim rồi? Có ý nghĩa gì? Tại vì tình yêu nó quan trọng với tim trước. Dạ, chân thành trước. Mới gặp là tặng trái tim trước liền. Dạ. Em cảm nhận sao về món quà của anh? Dạ em thích lắm chị, đó giờ chưa ai tặng gấu bông chị. Tại em men quá phải không? Tại em bị duyên gái không? Chắc vậy quá chị. Để tính rõ ràng nha. Dạ. Do tại sao tặng cái cây này cho bạn trai? Dạ em thì thích nấu ăn. Cái cây này có nhiều tác dụng lắm chị. Làm thịt nướng được chị. Cây giúp... gì vậy? Dạ cây hương thảo. Đấy hả, chị không biết luôn. Dạ. Giúp dễ ngủ, thư giãn đó chị. Dạ. Rồi chăm sóc cái cây cho tốt nha. Bây giờ chị Tường cho hai bạn không gian riêng trò chuyện với nhau ha. Tới giờ ăn trưa rồi, reng reng cho đồ ăn lên. Tường xin mời hai bạn thưởng thức món đuôi bò hầm táo đỏ của nhà hàng Vị Ngon. Nhìn là hấp dẫn quá rồi, mùi thơm bốc lên nghi ngút. Chúc hai bạn ngon miệng, nhớ vừa ăn vừa trò chuyện tâm sự với nhau nha. Ít phút thì chị Tường sẽ quay lại, mời hai bạn. Dạ, dạ mời anh Dùng. Mời bạn. Mời em. Dạ, mẫu bạn gái của anh có ít như hồi nãy nói thôi đó hả? Còn cái gì nữa không? Không, nói chung là quan trọng cái tiếng tán trước là được. Dạ. Trong công việc anh có tiếp xúc nhiều người không? Công việc của anh là tiếp xúc cũng nhiều người. Nhiều khách hàng á, với nhân viên cũng nhiều. Là em làm việc từ thứ hai đến thứ sáu. Thứ bảy chủ nhật là học liên thông lên sao. Dạ em học bên chính trị, bên những cái chuyên môn á. Ừ, bên chuyên môn á. Dạ đúng rồi. Còn anh làm việc giờ nào vậy? Làm việc là giờ cũng giờ hành chính luôn. Nhưng mà làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy. Còn chiều thứ bảy với chủ nhật nghỉ. Hồi nãy anh nói anh làm việc là ở trong cái chỗ làm này. Anh làm bên tài chính Sinh Hang á. Cơ quán anh ở đâu vậy? Quê của anh ở Hà Tĩnh. Nhưng mà anh để thì trong Bình Phước. Hồi trước cũng làm công việc trên Bình Phước á. Nhưng mà sau đó, bà kêu xuống đây học thêm tiếng Anh để đi làm.
khi anh học xong rồi sau đó chuyển sang. Ờ, vậy là anh giỏi tiếng Anh hả? À, tiếng Anh cũng cơ bản. Em rất là dở môn đó. À, vậy? Dạ. Cái mốt vậy thôi. Dạ. Em có hay đi du lịch hay đi đâu không? Dạ em thích đi du lịch lắm anh. À, đi nhưng mà cũng lúc nào rảnh thì rủ bạn bè có đi cùng thì đi. À, dạ. Hoặc là đi cùng với trường. Dạ đúng rồi anh. Ừ. Anh hay đi du lịch ở đâu? À, anh thường trước là đi Mũi Né, Vũng Tàu, Phan Thiết rồi cũng đi. Ba chị em có hay đi du lịch hay gì không? Dạ ba chị em thì lúc nào gia đình đi thì mới đi chung. Còn đa số thì em với chị em thì đi với bạn hoặc là em đi với cơ quan. Dạ. Anh thích những điểm du lịch nào? Nói chung chỗ nào có biển đi. À thích biển. Đúng rồi. Nhưng mà đi chữa đi phượt nhiều. Dạ em cũng thích đi phượt lắm mà chưa đi giờ đa số là gọi là giống như đi theo tour hoặc là đi với bạn mình thì cũng dạng dạng như vậy. Em một bạn trai trước đó là chia tay lâu chưa? Dạ năm 2 cao đẳng tới đây cũng lâu rồi anh. À lâu rồi. Mà sao chưa để tìm hiểu? Dạ cũng có nhiều người giới thiệu, cũng quen nhiều sơ sơ. Tại vì em thì cái tiếp người của em giống như là cũng là dạng truyền thống. À, cho nên kỹ tính hơn. Dạ đúng rồi. Quen nếu mà em xác nhận tình cảm của em tiến tới được lâu dài hoặc xa hơn á thì em mới gọi đó là mối quan hệ chính thức. À, nhưng mà em thường ví dụ quen một quá trình mới tầm bao nhiêu lâu rồi sẽ kết hôn? Chắc khoảng 1 năm tìm một hiểu năm. Kỹ dạ. Anh cũng vậy tầm 6 tháng 1 năm. Dạ. Tại vì mẹ cũng nói nay cũng lớn tuổi rồi. Đúng rồi, anh cũng vậy, bố mẹ kêu quá trời luôn, kêu phải cưới trong năm nay. Dạ, mẹ em cũng sợ em thích nữ chứ không thích nam. Dạ. Mẹ em cũng hối thúc đó nha. Tại do em kỹ tính hơn. À dạ, tính tình của anh giới thiệu một chút về tính tình của mình. À, anh kiểu hòa đồng, vui vẻ. Nói chung là bạn anh nhiều. Tại vì tính cách anh chơi vui vẻ đó. Là bạn bè cứ rủ đi chơi suốt. Nói chung bạn bè cũng nhiều. Vậy cũng giống em, bạn cũng nhiều lắm. Dạ. Nhưng mà anh nữ với nam chơi hết luôn. Còn nghe em nói là chơi nữ nhiều không? Nam. Dạ không? Đúng rồi, nam hạn chế lắm anh. Tại vì trong công việc anh đa số là nữ không à. Dạ. Việc học hoặc là bây giờ đi làm cũng là toàn tiếp xúc với nữ không. Dạ. Đúng rồi, nên cũng khó quen được. Dạ. Tối không có đi đâu hết đúng không? Tại vì đi làm về cũng trễ lắm anh. Dạ. Hiện tại là anh sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh luôn phải không anh? Đúng rồi, hiện tại anh đang sống ở trọ ở thành phố ngay Hóc Môn á. Còn làm việc ở bên Tân Bình. Anh ở trọ một mình hay là không, ở với em trai, hiện tại là em trai. Em trai của anh lớn chưa? À bằng tuổi, sinh đôi luôn. À cũng sinh đôi luôn. À, ủa em là nhà có mấy anh chị em? Dạ em còn một chị gái sinh đôi với lại em đang học và lớp 11. À là ba chị em luôn, ba. Dạ đúng rồi. Dạ. Em có người sinh đôi thấy bất ngờ luôn. Dạ, anh với lại em của anh có dễ phân biệt không? Nói chung là cũng có dễ phân biệt. Thường người ngoài nhìn vô là biết liền. Anh thường mập hơn, còn em của anh ốm hơn. Vậy chắc cũng giống hai chị em của em. À, nhưng mà hai chị em có giống? Em thì em thấy không giống. Người quen thì nhiều người nhìn vào không thấy giống đâu anh. Nhưng mà nhiều người nhìn vào nó giống y chang. À, giống y chang. Hello, chị dạ, Tường đã quay trở lại. Sao, đuổi bò ngon không? Dạ, ngon vậy. Ôi, tôi ra ngoài tôi chưa kịp ăn nữa thiệt chứ. Thiệt tình luôn. Nè, ra ngoài mới thấy hôm nay mình đi có gia đình đi theo ủng hộ đúng không? Dạ, đúng. Dạ, mời gia đình hai nhà trai gái vào đây. Xin mời các bạn. Dạ, em chào chị. Trời đất. Em chào chị có Tường. Trời đất. Ủa là sao? Hơi giống chút thôi chị. Đây là hai chị em sinh đôi. Dạ. Còn bên đây cũng giống nữa. Dạ, đúng rồi. Ủa thì cũng anh em sinh đôi luôn hả? Dạ sinh đôi. Ủa vậy hả? Rồi ai anh ai em? Dạ đây anh. Em anh. Rồi đây ai? Đây chị. Em chị. Em chị. Dạ. Em là anh. Dạ đúng rồi. Ờ sao nó oan ngược quá vậy? Bây giờ vậy nè, mình chơi chéo luôn đi được không? Coi được không rồi mình làm ở đây một cặp luôn. Không, cái này tìm hiểu nó mới tới được. Ừ thì đó, mình lên đây luôn. Đây anh. Dạ. Đây em. Đây chị. Đây em. Em tên gì cơ? Dạ em tên Phượng chị. Tên Phượng. Năm nay à thôi khỏi dạ. Tuổi bằng tuổi quên nữa. Em tên gì cơ? Dạ em tên Phượng. Trước tiên giờ nhà trai nhà gái hai họ bắt tay nhau làm quen cái này nè. Đó, quá trời ơi thiệt sự luôn nha. Chương trình cũng hay ghê. Kiếm được đâu mà tự nhiên một cặp sinh đôi rồi. Cái này em cũng bất ngờ luôn. À. Tưởng là hai bên hợp nhau lên cái cuối cùng kêu có bằng nữa là sinh đôi nên em bất ngờ luôn. À. Mà nhưng mà em còn độc thân chưa không? Dạ cũng độc thân. Còn có bạn gái chưa? Dạ chưa luôn. Trời ơi em có bạn trai em chưa? Em cũng độc thân. Trời ơi thiệt tình. Coi được số tới mình quay cặp này luôn nha. Bây giờ nè, cái chuẩn của hai anh em rồi chọn người á có giống nhau không?
Và nói chung hai anh em thì sống nhau từ nhỏ giờ, nói chung tính cách, từ tính cách với là đi chơi hay gì cũng tương đồng như nhau. Dạ, thì nói chung bằng nửa thì nói chung cũng giống nhau vậy thôi, không có đòi hỏi cao gì. Rồi em với bà chị... Em chắc cũng giống của em luôn vậy đó. Ủa vậy thí tỷ như bữa nay mà hai bạn này bấm nút hẹn hò thì coi như là hai anh em cũng bấm luôn hẹn hò luôn được không? Không, cái đó thì phải để coi sao chị. Tại giống y chang nhau mà, nếu bên đây không thích là coi như không thích, mà hai bạn này thích là có nghĩa hai bạn này cũng thích. Thường thường thì sinh đôi là người ta có tâm linh tương thông đúng không? Dạ đúng rồi chị. Bên này bị bệnh, em có bệnh không? Cũng thấp bệnh luôn đó chị. Không, dạ. Giống như đây đau bụng, đây cũng hơi chột dạ đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, đúng không? Có không, nhiều khi bạn trai em quên à, gì anh trai em nhiều khi anh trai em có cái chuyện gì đó trong người nó không vui, nó khóc em cũng buồn vậy. Đúng rồi, cũng có linh tính với nhau đó. Đúng rồi, có linh tính. Thì cho nên bởi vì chị mới nói bữa nay nếu cặp này không hẹn hò là cặp này rất quớt, mà cặp này bấm nút hẹn hò là cặp này vẫn có cơ hội. Vẫn có cơ hội đúng không? Dạ. Rồi thôi bây giờ quay lại cặp chính này nè, dù sao bên đây là giờ mình thôi mình phải theo họ nhà trai cho nó dễ nè. Đây anh thì giờ là buộc lòng là giờ mình là fan. Dạ. Nha, giờ mình phải theo họ nhà trai. Dạ, trước. Đúng rồi chị. Rồi thế bên này là hai bạn nhìn thấy hai anh chị của mình hẹn hò với nhau, nãy giờ tâm sự với nhau, thì em có nhận xét gì về hai anh chị ngày hôm nay? Dạ, tại em thấy anh này cũng hiền, tính tình chắc cũng ok. Em nghĩ là đã đến dành thì cũng nên cho nhau cơ hội. Dạ. Còn về chị của mình thì em thấy là chết cha, em của mình hả? Ủa nó chị hay nó em? Nó em. Nó em. Dạ. Rồi em có tật xấu gì không? Có cái gì đặc biệt hả? Thì cũng bình thường à chị, tại vì tính cũng giống nhau đó chị, cho nên là thấy bình thường. Nói em xấu là nó cũng xấu á chị. À cho nên đâu dám không dám nhận xét về bản thân. Dạ đúng rồi. Thôi bây giờ nay nói một câu với đứa em trước khi nó đưa ra quyết định nè, nói một câu một với em đi. Nghĩ là cũng nên bấm nút đi để cho nhau cơ hội. Bấm đi cho tao cơ hội với. Đúng rồi. Rồi em hôm nay nhận xét hai anh chị mình ủa đúng rồi, hai anh chị như thế nào? Dạ thì em ở ngồi dưới ghế thì em thấy chị nữ bên này thì nhìn xinh gái với lại cách ngoại giao thì tốt, bắt chuyện tốt với lại nói chung cũng vui vẻ trong trong hòa đồng mọi người. Thì em nghĩ là nếu mà anh chị mà cảm thấy mà hợp với nhau thì có thể bấm nút cho nhau cơ hội. Nói một câu với anh mình đi. Chị trai, nếu mà cảm thấy mà chị gái mà có gọi là cùng nhịp tiếng mình á thì mình có thể mình cho cơ hội nhau để tìm hiểu, nếu mà được thì có thể tiến tới hôn nhân cũng được. Rồi cảm ơn hai em rất nhiều. Chúng ta về vị trí để chờ xem hôm nay chúng ta có cơ hội gì với nhau. Dạ. Không nha. Trời ơi chắc tôi mai mối cái câu chuyện bốn người này tôi cũng bị loạn não luôn đó quý vị ạ. Đâu mà lạ lùng, cặp sinh đôi gặp một cặp sinh đôi. Nhưng mà phải chi nó thuận đi, anh với chị, em với em này, anh thì với em, em thì với chị. Thôi mệt nha. Không sao, rất là vui. Đó là ý kiến người thân. À, bây giờ mình bóc vài lá thăm ha, vài lá bài có những cái nội dung chương trình yêu cầu mình thực hiện cho nó vui. Đọc lớn lên chị nghe coi. Dạ. Hai người đang quen nhau và một ngày hai bạn có xích mích. Lướt Facebook bạn thấy bạn gái mình đăng hình của cô ấy với người cũ lên, bạn sẽ làm gì? Đang yêu nhau, còn giận nhau. Lướt Facebook thấy bạn gái đăng hình với người yêu cũ, em sẽ làm gì? Dạ. Nhiều khi người ta xem lại lướt về kỷ niệm cũ á, người ta xem lại thôi, em thấy cũng không có nhất thiết. À, chứ không có ghen lòng lộn gì hết. Dạ đúng rồi. Lúc đó mình phân tích có nghĩa là em vẫn tin tưởng người em yêu. Dạ đúng rồi, nhiều khi nói chung là nhiều khi lỡ bạn đó là bạn thân á, nhiều khi thân nhau giờ quen lại vẫn là bạn thôi, chứ không phải là yêu. Với lại cũng có thể nhiều khi chọc tức mình nữa. Dạ đúng. Nhiều khi đang giận, đang xích mích mà. Dạ. Rồi cô bực bội, cô chọc tức mình thôi. Dạ, cô vẫn yêu thương mình đúng không? Dạ. Một người đàn ông có những cái nhìn rất là lương thiện. Còn em, học lớn lên coi nè. Bạn trai hãy chọn một trong ba hành động sau đây để làm cho bạn gái: thơm lên má, cõng bạn gái ba vòng, ôm bạn gái lãng mạn. Qua hội ý đi, rồi mình lựa chọn một trong ba cái đó, hai bạn đồng thuận rồi chúng ta thực hiện. Bước qua bên đây, đi hướng trong luôn, vô nghiên cứu kỹ đề bài đi rồi bàn luận. À, cái này giờ đứng lên em gái, hai bạn cùng làm với nhau mà phải bàn với nhau chứ. Đứng lên coi mình xứng đôi không nè. Trời ơi, chiều cao hợp lý nha. Bàn lớn tôi nghe với cô ấy. Cái này chắc em nghĩ là xin phép ôm bạn gái lãng mạn. Ôm bạn gái lãng mạn mà phải lãng mạn nha. Rồi, đưa cái lá bài này cho tôi. Titanic là lãng mạn vậy đấy chị. Tôi không biết, ôm nhau 30 giây lãng mạn.
Hình như lãng mạn phải có tựa đầu với nhau. Trời ơi đẹp quá, ở dưới mấy hai em chụp tấm hình cho anh chị coi hai đứa. Trời ơi, gục đầu vô nhau đi hai em. Đó, lãng mạn chưa kìa. Có hình chưa? Có hình chưa? Rồi, tuyệt vời, cảm ơn hai bạn về vị trí. Đó là gì? Đó là chương trình muốn tạo cơ hội cho mình thôi. Nãy giờ mình trò chuyện rồi, nhưng mình có một chút xíu va chạm để coi có rung động hay không. Tại vì sao? Trước khi chúng tôi đưa ra cái quyết định bấm nút, chúng ta không đùa giỡn. Vì đây là cái quyết định rất là quan trọng trước sự chứng kiến của người thân, gia đình, bạn bè và tất cả khán giả khắp mọi miền đất nước. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu để một quan hệ nghiêm túc có thể tiến tới hôn nhân. Không cảm thấy rung động, chúng ta không cần bấm nút. Mà hai bạn đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại, sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý bấm mạnh, không đồng ý nhẹ nhàng lấy tay ra. 1 2 3. Hết thời gian. Vui quá, mời em qua đây. Mời em qua đây. Mời cặp đôi này qua đây giùm chị. Hai bạn qua đây. Trời ơi. Mời bạn thân em lên. Hay quá. Vên, hai cặp đôi. Rồi đây là ai đây? Dạ, bạn thân em, đồng nghiệp. Đồng nghiệp hả? Hai cặp đôi vô đây. Đây, đứng đây giùm cho chị. Đứng đây giùm cho chị. Nha, dưới sự chứng kiến. Bạn đồng nghiệp qua đây đứng với tôi cho nó màu đen một cặp luôn là 3 cặp. Rồi, 3 cặp nha. Đó. Kính thưa quý vị, dưới sự chứng kiến của quan viên hai họ, bạn bè gần xa, hôm nay bà Mai của tôi đã mai mối được tới 2 cặp đôi lận quý vị. Nhưng cặp đôi chính, hãy thực hiện thủ tục của mình, nắm tay nhau đi hai bạn. Một nụ hôn đầu tiên kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt. Dễ thương quá. Cặp đôi này chừng nào mới bấm nút, chừng nào hôn nhau. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Hy vọng rằng sắp tới hai em sẽ ngồi vào chiếc ghế của anh chị để được trò chuyện, ăn trưa và tìm hiểu nhau nhé. Ngày hôm nay vui đúng không em? Quá vui luôn. Tôi làm Mai có 2 người mà cuối cùng kết quả có thể có được 4 người. Dạ, đây, gửi tặng em một món quà của chương trình là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Để làm đẹp nha. Dạ, cảm ơn chị. Gửi tặng em những chiếc vé xem phim của chương trình nè. Đó, đi coi phim với nhau, rủ 2 đứa kia đi luôn nha. Đi ăn uống 4 người cũng trò chuyện cũng vui. Nhưng nhớ nhìn kỹ, đừng có để lộn kèo nha. Nhớ nha hôn. Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Ngày hôm nay vui lắm. Trong tập này, hãy cùng chúng tôi điểm lại những cô gái duyên dáng, tài năng đã từng xuất hiện trong ghép đôi thần tốc. Bên cạnh những chàng trai tài giỏi, năng động đang đi tìm tình yêu, là những cô gái cũng xinh đẹp, độc lập không kém, nhưng tình duyên chưa gõ cửa. Em là một người khá là độc lập tự chủ, em nấu ăn cũng tốt, em ưa thích công việc làm từ thiện ạ. Bà Nga ơi, con trai mà mê game là con gái không có thích thì em có đồng suy nghĩ với chị không? Em ưa thích một chàng trai vận động một chút, sport một chút, thể thao một chút, di chuyển nhiều hơn, vận động nhiều hơn sẽ làm cho anh ấy khỏe hơn. Anh ấy khỏe hơn thì bản thân anh ấy là người đầu tiên được hưởng lợi từ sức khỏe, sau đó thì sẽ là vợ con và cha mẹ. Vì anh ấy có khỏe thì anh ấy muốn. Đợi chị chút, đợi chị chút. À, sao chị gì đến bệnh vậy? Tôi làm theo lời bạn gái yêu cầu là phải có thể thao. Tôi coi có con chuột không hết. Trời ơi, chị đang trau chuốt cho bên đàn trai hả? Tại lý do vì sao? Vì cớ làm sao mà tới bây giờ vẫn độc thân duy tính vậy? Tại vì em tập trung cho công việc hơi nhiều quá, môi trường của em cũng không tiếp xúc nhiều với nam giới. Có tiếp xúc một chút thì các anh ấy lại thuộc tiếp là muốn gom nông sản sạch. Muốn gom nông sản sạch. Nhưng tất nhiên là em không trong top đó nên là em vẫn F3 đến bây giờ ạ. Nhiều khi đến với chàng trai này sẽ chỉ em chơi game, hai đứa cùng chồng chí. Bye bye rồi, bye rồi. À, nếu được thì em sẽ hướng anh ấy chơi thể thao ạ. Ok. Đúng rồi đó. Dạ, anh em... bên cạnh ơi, em thích chơi boxing đó. Anh có thể làm bao cát được không ạ? Cẩn thận nha. Sợ chưa Tài? Mình không có làm gì sai nên mình cũng không sợ gì. Đâu có, nhiều khi đàn bà con gái không cần phải theo lý lẽ đâu. Anh có thể làm bao cát cho em được không? Một lời tỏ tình dễ thương chăng? Tường ơi. Ơi, bây giờ chưa, trời ơi, người ta nghe boxing bên đây người ta sợ rồi. Có chất xúc tác ạ. Em gái em nói với em một câu là: em có người yêu rồi, bác vẫn ế. Em kết hôn rồi, bác vẫn ế. Em có bầu rồi, bác vẫn ế. Bi chuẩn bị lấy vợ rồi, bác vẫn ế. Thế là em gái em đăng ký cho em chương trình. Tiếp theo đó, bước còn lại là ở em ạ. Đừng bao giờ để cái câu ngày hôm nay tham gia chương trình rồi em vẫn ế. Em hy vọng là sẽ không nói thêm câu đó nữa. Đúng rồi, chị cũng hy vọng như vậy. Thế bạn nữ nè, nãy giờ cười quay. Bây giờ em nói đi, đừng cười nữa.
biết răng đẹp rồi, biết mũi cao luôn rồi. Dạ, em biết em đẹp, biết em đẹp. Thiệt hay dễ sợ, đáo để ghê không? Điểm mạnh của em thì chắc có lẽ là vui vẻ, hoạt bát. Có một cái đó là em học hỏi khá là nhanh. Nhược điểm lớn nhất của em đó là em rất là nóng tính. Ví dụ như bạn nam mà làm một cái gì đó cho em cảm thấy không hài lòng á, em sẽ thể hiện sự khó chịu ngay lập tức. Và đặc biệt là trong một mối quan hệ á, khi mà bạn ép buộc mình rằng là mình đã làm như vậy là sai mà mình không hề sai, thì có thể là xảy ra vũ lực luôn. Một cú đá sân phi hay là sao? Dạ, nhiều lắm anh. Hồi xưa em có học võ của Việt Nam. Bây giờ chị mới hiểu cái từ em nói cực phẩm hồi đầu. Mỗi người mỗi màu sắc, người ta có quyền. Được. Mà đẹp như vậy mà không lẽ bị ếm, phải nhờ đến ông hai bà mối mình đúng không? Tại vì ai cũng nghĩ là đẹp, có nhiều người yêu nên thành ra mọi người cứ nghĩ là em có người yêu, nhưng thật ra em ế. Em có nghĩ tại vì mình ế là tại mình nóng nảy và nóng tính không? Vừa không, sai không một cái là ngon nha, nhà trai coi chừng lép vế nha, phải cố gắng thể hiện bản thân lên nha. Rồi mình nghe tình trường của các cô gái nè. Em có hai mảnh tình bắt vai rồi. Mối tình đầu là quen từ hồi lúc em học cấp 3, thì bạn đó ở chung quê với em luôn, và hai đứa lớn lên cùng nhau giống như là thanh mai trúc mã vậy đó. Mối tình nó được mấy năm? Dạ chắc 7 năm á chị Tường. Trời ơi, nhưng mà là hai đứa kiểu như bạn học chung nối khố luôn á phải không? Dạ đúng rồi, bằng tuổi nhau. Rồi kêu nhau là kêu tên hay kêu anh em hay kêu mày tao? Dạ hồi xưa kêu mày tao, xong rồi đến khi lên cấp 3 kêu tên, rồi đến khi lên đại học chuyển thành anh em, rồi đến giờ chia tay kêu tên. Ê mà mấy đứa mà thân với nhau mà kêu mày tao hay quấn lộn nhau lắm, em có không? Dạ có chị, em nói chị là em có, em rất là nóng tính nên thành ra là có quấn lộn đó. Trời đất ơi, tôi hỏi chơi mà có thiệt luôn hả? Rồi quấn đứa nào thắng? Dạ đương nhiên là mình không bao giờ thắng được. Hú hồn. Chia tay là đúng rồi. Dạ, trời đúng. Ơi trời, cho một cuộc đấu võ mà tự nhiên người đàn ông ăn người phụ nữ cũng không hay mấy. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rời 2-trong-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt rời 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Và cuộc tình thứ hai? Đến một cách chóng vắng và đi một cách chóng vắng. Bao lâu? Dạ chắc cỡ mấy tháng thôi chị. Đối với em thì một khi em đã quen bạn đó rồi thì em sẽ có xu hướng là muốn ổn định gia đình. Nhưng mà bạn thì vẫn muốn bay nhảy. Nên thành ra là không có hợp. Bạn trai bên ghế màu đỏ kia sao nãy giờ im lặng quá vậy? Hồi nãy mà. Tại em đang nghiệm lại cái vấn đề võ thuật. Dạ. Hồi nhỏ em cũng có học võ. Dạ được một tuần lễ. Em có học cái chiêu mà mình đồng gia sắc không? Dạ không có đồng mình đồng gia sắc. Bình thường là em có thói quen là đưa đầu qua đỡ trước. Em là người chuyên đi đầu. Tiếp theo, không thể không nhắc đến những cô nàng dễ thương nhưng tình duyên lận đận. Em chở qua ba mối tình. Ba mối tình. 21 tuổi mà ta ba mối tình, mình thua quá rồi, thấy chưa? Mối tình đầu tiên bao nhiêu lâu? Dạ mối tình đầu tiên của em là hồi năm cấp 2, năm lớp 9 lên lớp 10. Mối tình thứ hai của em là năm lớp 11. Ôi, mối tình thơ không à? Dạ, mối tình cuối cùng của em là em quen bạn đó là lúc bạn đó còn đang đi bộ đội ạ. Ôi. Chà, cũng hơi nhạy cảm giống bên đây ha. Sao mà cách lòng? Rồi sao? Cái mối tình thứ ba đó là sao? Trong cái khoảng thời gian mà bạn ấy đi bộ đội thì lúc đó là em ở nhà em là hậu phương ạ. Sau khi bạn đó xuất ngũ ra ngoài xã hội thì chắc chắn là sẽ tiếp xúc với là nhiều người. Thì từ những cái đó thì tụi em có những cái mâu thuẫn nhỏ nhỏ. Em với bạn đó có đặt ra cái thử thách là 3 tháng. 3 tháng là không liên lạc gì với nhau hết. Trong cái 3 tháng đó là để cho hai đứa xác định là tình cảm với nhau. Thế nhưng mà trong cái ngày sinh nhật của em á, bạn đó mà xuất hiện á thì em với bạn đó tiếp tục. Còn không xuất hiện á thì cái kết quả chắc anh chị cũng biết. Nhưng mà ai đề nghị cái trò chơi đó? Dạ bạn đó ạ. Rồi có vấn đề luôn. Cuối cùng là sinh nhật không tới phải không? Dạ. Thì trong cái 3 tháng đó vừa tới tháng thứ 2 thì bạn ấy có người mới sau lưng em. Thí dụ 3 ngày thì được ha. Thí dụ giận nhau mình hay là gì mình cần 3 ngày coi mình có nhớ nhau không. Trời ơi yêu nhau 3 tháng gặp nhau đi luôn chứ chi nữa trời. 3 ngày không gặp nhớ thấy bà luôn rồi đúng không quý vị? Em nghĩ là nếu mà bạn nam đó đề ra cái trò chơi 3 tháng đó, tức là bạn đó chỉ đang tìm cái cớ thôi. Đó để muốn về phải không? Hello.
Thật ra thì mình cũng không nghĩ là mình sẽ được lên viral như vậy đâu, chỉ vì một con ốc. Mọi người hay chọc ghẹo nói là cặp đôi con ốc á. Sau chương trình thì cũng không có gì thay đổi nhiều hết, trừ những cái biệt danh mới cho mình như là Tiểu Long Nữ hoặc là Cẩm Vân ù ù. Thì mình và hai anh cũng không có giữ liên lạc gì với nhau hết, tại vì ai cũng có công việc riêng của mình, cũng có việc bận riêng. Mình thì cũng khá bận trong công việc á, cho nên là cũng không có thời gian nhiều để mà nói chuyện tìm hiểu. Với lại cái anh mình được ghép đôi là anh Thoại thì nhìn bề ngoài rất là dễ thương, cười rất là dễ thương luôn, cũng khá là hút hồn. Anh thì khá là lạnh lùng boy đó, và ít nói, cũng hơi hơi giống với lại mẫu người của mình, chỉ là hơi hơi thôi nha. Cũng hơi hơi thôi. Vì là mình biết anh cũng là bộ đội, sống trong khuôn khổ nề nếp kỷ luật của quân đội á, cho nên là anh cũng sẽ có một phần nào đó là con người khô khan, và đặc biệt nhất là chân thật quá mức. Đâm ra là mình cũng hiểu cho anh một phần nào đó. Trong cái thời gian mà mình cũng có tìm hiểu với lại anh Tường, thì mình cảm thấy là mình với anh cũng không có hợp cho lắm, cũng khác về những điểm á, cho nên là mình với anh cũng không còn liên lạc gì nhiều với nhau nữa. Cũng có nhiều chàng trai inbox nhưng mà mình cũng chỉ giao lưu nói chuyện ở cái mức độ là bạn bè thôi. Hiện tại thì mình cũng chưa có nhu cầu để mà tìm một người nào đó đâu, vì mình cũng đang tập trung vào công việc á. Với lại á, mình cũng nghe mọi người hay nói cái câu là cứ người im đi rồi tình yêu nó sẽ tới, cho nên là bây giờ mình cũng sẽ thử người im để coi thử là có ai vấp ngã vô mình hay không. Thì như mình cũng đã nói là mình, mẫu người của mình thì cũng không có gì là cao siêu lắm đâu, chỉ cần quan tâm mình nè, hiểu được công việc của mình, hiểu qua hiểu lại cho nhau, thấu hiểu, chân thành nè, rồi lạnh lùng, ít nói, ấm áp với mình là được. Em thì có 3 mối tình ạ. Wow. Hầu như thì nó cũng chỉ ngắn ngủi thôi chứ nó cũng không có kéo dài. Mối tình thứ nhất thì đó là học cấp 3. Còn đối với người thứ hai thì bạn đó đang quen bạn khác và bạn đó tìm để mà quen em. Thì em vô tình bắt là cái hai tài. Người thứ ba ở trong cuộc tình của họ. Lúc đó em xử lý sao? Em nghĩ là mình nên kết thúc thôi. Rồi. Chứ em không bắt cho người đó phải lựa chọn là em hay là người yêu. Em nghĩ em cũng là người đến sau người kia thôi. À em chào chị. Tiếp đi em. Mối tình thứ ba thì bạn đấy lại nhỏ hơn em 1 tuổi. Là em làm về sự kiện cưới. Thì cái dịp như là cuối năm ấy thì em khá là bận, em phải đi tỉnh nhiều, xong rồi cũng không có thời gian nói chuyện với nhau. Thì trong cái thời gian đó thì bạn đó có tìm đến một người khác. Gì hoài vậy? Là cũng có người thứ ba nữa? Em phát hiện ra luôn. Em vô tình xem điện thoại. Em cũng không phải là lúc nào cũng phải kiểm tra hay như thế nào, nhưng mà thỉnh thoảng mình vô. Cứ thỉnh thoảng vô là dính. Dạ đúng. Đàn ông người nào cũng vậy em ơi. Đạt nó cũng vậy đó em thấy không? Không có, em không có luôn. Tại giả không kiểm tra, chứ kiểm tra cũng lòi ra. Không có, điện thoại em không giờ đem túi luôn thì. Bao nhiêu lâu rồi? Khoảng 6-7 tháng. Quên hẳn chưa? Chứ bị mấy cú đó đau lắm à. Mình sống thì mình phải luôn hướng về việc trước thôi. Mình có phải khóc rơi nước mắt vì những mối tình đó không? Một buổi thôi chị. Là cũng có khóc cho nó thỏa mãn không? Xả ra hết là bỏ đúng không? Mình là tích cực hướng về tương lai. Được, tôi thích cô này. Em có một mối tình khá là buồn. Thì mối tình đó là cách 2018, em nhớ là vậy. Bản tính của em là em không phải là một con người nhìn nhịn đâu. Quen bạn đó kiểu em bị lép với vế, và em cái tôi của em cũng bị mất đi. Em nhớ là có một lần thì em hẹn, trước đó là hẹn bạn đó đi chơi và để tặng quà cho bạn đó luôn. Nhưng mà hôm đi học ra thì cái chỗ mà học của em á, chạy qua cái chỗ mà lấy quà thì nó ở bên quận 5, xa, bị kẹt xe. Lúc mà em đem quà qua thì bạn nó, thay vì kiểu giống như bạn trai người ta là sẽ kiểu thấy bạn gái mình tới thì cũng sẽ mừng á, bạn nó không có thái độ không mừng, đã vậy còn nạt vô mặt em nữa. Và nó đó nạt như thế nào? Ủa tại sao giờ này em tới, em đến làm gì nữa, thôi em đi về đi. Em bị chơi với luôn á, tại vì từ trước tới giờ không ai làm như vậy với em cả. Em rất là tối kỵ trong cái việc là bị nạt ở ngoài đường như vậy. Có người chứng kiến luôn hả em? Quay lại xong rồi năn nỉ bạn nó nhận quà rồi để lên yên xe, rồi sau đó em mới nói là em đi về. Mà về thì em lại tiếp tục nhắn tin hỏi bạn đó coi là có mở quà em chưa. Sau này thì mới chia tay, là lúc đó em cũng hơi mệt rồi em mới nói là em đi ngủ. Không hiểu sao xui xui thì cái điện thoại nó rớt đụng cái vô mặt em. Em cầm lên thì em cầm ngay cái nút video call, tại vì trước đó là bạn nó nói với em á là bạn nó cũng đi ngủ luôn, bạn nó cũng buồn ngủ. Cầm lên thì không hiểu sao bạn nó chấp nhận cuộc gọi á, thì em thấy là đang quay cái bàn nhậu. Dạ. Gian dối ra bàn nhậu ngồi nhậu. Dạ. Mà không rủ em nhậu. Đúng rồi anh. Nhưng mà cái thằng bộ
chia tay. Mình biết nhau. Rồi mình còn mối tình nào ấn tượng hơn nữa không em? Một mối tình ấn tượng thì chắc là mối tình đơn phương. Em có tỏ tình cho người ta biết không? Dạ có, anh đó không có đồng ý nhưng mà anh đó lại giữ một thái độ rất là dễ thương với em. Em tỏ tình thì hình như là em say ở trong ký túc xá với bạn bè, xong rồi lúc đó có cái thời mà Big Daddy với Emily á, là có cái bài mượn rượu tỏ tình, là em mới gọi điện thì em mới alo anh ơi em mượn rượu tỏ tình anh nghe, em hát nguyên bài xong rồi anh gì là thôi em ngủ nha, ngủ ngoan đi cho mấy bạn ngủ. Rồi hát lại cái bài hát lúc tỏ tình cho chị nghe coi. Hát đi thử đi nè. Em không nhớ khúc đầu á, từ từ. Em mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào, em yêu anh đấy thì sao nào. Hy vọng anh đừng ngơ ngác, đừng câu mày, coi như chưa nghe thấy cạnh ly vậy. Em nhớ tới đó thôi ạ. Và cuối cùng là mình mê cái anh đó tới khi nào mới hết mê? Dạ, bị nữ mê muội á chị, 2 năm. 2 năm. Và còn rất nhiều cô nàng với những năng lực đặc biệt trong tình yêu. Em nói ra sợ mắc cỡ. Coi chị đâu mắc cỡ. Em cũng chưa có mối tình nào. Em cũng chưa có mối tình nào. Hả? Dạ. Em cũng chưa có yêu ai hết. Trời đất ơi, hai cô gái bữa nay sao cô nào cũng trong trắng trinh nguyên vậy trời. Bạn nữ chưa từng rung động với ai, còn em thì đã từng rung động với vài người rồi. Dạ. Em rung động là kiểu em yêu đơn phương. Cái mẫu người mà em rung động. Dạ, cái mẫu người mà em rung động thì nó lạ lắm chị. Sao? Tức là em sẽ thích những cái người mà một thời gian sau đó thì họ sẽ chuyển qua một giới tính khác, chuyển qua một giới tính khác. Cái gì? Sao? Cái gì? Thích ai là một thời gian người đó sẽ chuyển vào một giới tính khác. Em nghĩ là trên đời này sinh ra những cái con người mà nó tác động đến một cái giới tính. Tức là có những người như em. Là em quen cái, em mê cái anh nào, anh đó sợ em quá, anh qua anh thích con trai luôn. Nó giống như là những cái liều vaccine chẳng hạn. Trời. Em ơi, giới tính em rõ ràng không em? Dạ, rõ ràng 100%. Tôi cũng hơi hoang mang. Tôi lo cho thân chủ của mình hôm nay quá. Hoang mang thiệt. Cái chàng trai đó cũng mê mấy cây son lắm. Cứ để mấy cây son, cất mấy cây son hoài. Cất của bạn gái nên bạn gái cứ ra cái lộn chia tay. Tính lấy về đánh hay sao, vô tình bạn gái phát hiện nên của em mà. Chi tiết này hay á, chi tiết này hay. Trời ơi, trên đây cây son nha. Nhưng mà em làm biến chất mấy người rồi. Em không biết là ban đầu họ biến sẵn hay là do em biến. Thì em thấy cũng 3-4. Thì em thấy cũng 3-4. Trời đất ơi. Trời ơi. Tại vì ta một người muốn chết rồi, nhất quá tam ba bận không? Bả 3-4 người. 4 người. Anh ngồi gần em có vấn đề gì không? Đúng ơi, sợ. Chưa yêu ai, chưa có mối tình. Để ý anh nào, có tình cảm anh nào. Anh đó, bơ đơ. Trời ơi. Ủa nó nghe nè em, nhưng mà nó nghe nè. Là em yêu, nhưng mà em yêu có em có tỏ tình với mấy anh đó không? Dạ không. Em chỉ thích thôi à. Mà em có thể hiện ra bên ngoài, mấy anh nó có biết là em dạ, thích không? Biết không? Luôn. Không biết luôn. Rồi từ từ em phát hiện ra là người ta giới tính khác. Dạ. Tự động em phát hiện ra. Người ta come out luôn. Người ta come out luôn. Chuyện tình yêu của em hơi nhạt một xíu. Hơi nhạt mà 3 mối tình. Mối tình đầu tiên thì là 8 năm. Trời ơi. Trời, cả một dừa muối á trời. Mối tình 8 năm mà bà kêu là nhạt. Nhạt ở đâu vậy? Dạ bây giờ mới nhạt nè. Sao 8 năm mà chia tay? Em yêu đơn phương. Cái gì trời? Trời ơi. Cô làm tôi choáng nha. Trời. Cô làm tôi sốc nha. Có thể nào cho biết được cái tên mà em yêu đơn phương là bạn của em, bạn học. Bạn đúng không? Mà nó nghe nè. Rồi 8 năm đó là em có thổ lộ tình cảm với anh đó không? Dạ không. Tới bây giờ bạn vẫn chưa biết. Nhưng mà sau 8 năm là em quyết định chấm dứt. Quyết định sớm trời, tự yêu xong tự chấm dứt, tự chia tay. Nhưng luôn tại sao em mạnh mẽ vậy, em cá tính như vậy mà em không nói cho anh ta biết? Em cũng thấy làm bạn thì bền hơn. Em thấy ổn không? Không. Thì để hơi hoang mang anh ơi. Hơi hoang mang, em đừng làm cho bạn hoang mang. Mối tình thứ hai là đại học. Bao nhiêu năm? 1 năm. Nhưng mà chắc là do em nhạt quá nên bạn bỏ em. Em là một người yêu rất là nhẹ nhàng á. Em không phải là yêu kiểu cháy bỏng, nồng nàn. Rồi, mối ba là cũng gần đây, nhưng mà em cũng yêu đơn phương nữa hả? Sao cô bé này thần tượng Lam Trường quá vậy, tình đơn phương hoài luôn á. Đôi khi thấy anh cười vui lòng em sao xuyên. Trời đất ơi, người ta biết không? Dạ em tỏ tình nhưng mà người ta từ chối. Thường là em phải gánh luôn á.
Dạ, em bỏ đầy hai đòn gánh gánh luôn anh. Rất nhiều hả? Dạ đúng rồi. Bao nhiêu chục nữa hả? Dạ, hay là nhiều quá anh có thể ngồi tới sáng nghe em nghe. Dạ, kể. Nếu mà kể mà sợ người cũ em coi chương trình á, kể mà sót á thì cũng sợ mọi người tủi hơn. Dạ đúng rồi. Rồi thôi, mối tình đầu. Dạ, mối tình đầu là 3 năm. Em kiểu là con gái á, thường là thể hiện tình cảm rất là nhiều, quan tâm yêu thương rất là nhiều, nên là cái gì mà nhiều quá thường sẽ người ta sẽ không có trân trọng. Em biết là trong đó nó có một cái phần lỗi của em. Lỗi em là gì? Là do em cái gì cũng lo hết. Dạ đúng rồi. Rồi xong đổ thừa người ta không lo gì hết. Chia tay. Dạ đúng. Tiếp nè. Dạ, cái mối tình thứ hai thì kiểu là mình trưởng thành hơn rồi, mình nghĩ là mình phải tiết chế lại, nhưng mà sau đó em bị phản bội. Đó kéo dài được bao nhiêu năm? Dạ 1 năm. Dạ cho tới bây giờ đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy mà nãy nổ quá trời. Em trai em cũng hay nói một câu là nếu mà em yêu người nào, người đó rất là may mắn á, chỉ mỗi bận mỗi một việc duy nhất thôi, à, rửa chén thôi, còn lại thế giới còn lại em lo được. Kiểu vậy á. Em là người có nhiều người theo đuổi. Nhưng mà tức là tính em có một giai đoạn khủng hoảng, nên là em bị mất khá nhiều bất ổn về tâm lý. Em cũng không hiểu tại sao mọi người yêu mình vào lúc mình khủng hoảng, lúc mình vui vẻ hạnh phúc, chả có người nào yêu. Người yêu. Nãy giờ tôi nghe tâm lý, cuối cùng là có mối tình nào chưa? Dạ, mối tình của em hả? Em hay theo kiểu ủng hộ người yêu ngoại tình lắm. Sao? Em có một giai đoạn á, tất cả những người yêu em đều cảm giác em không biết ghen á, nên họ quen thử người khác á, cho em ghen á. Sau cái cô gái nhắn tin hỏi thăm em á, sau em tâm sự riết rồi cô ấy trở thành fan của em. Rồi xong cái em nói nếu mà người ấy có cảm xúc với em thì chị ủng hộ. Nên là em nói với người yêu của em là thật ra nếu anh đã dành cảm xúc cho một người nào đó thì anh phải tôn trọng cái thời gian cô ấy đang dành cho anh. Chứ em thì em nghĩ là em không hợp. Này. Nói chung là bà chưa có yêu ai hết trơn á. Mọi người chị này mới giới thiệu. Chưa có yêu ai hết á, có bộ quen cho vui vậy thôi, ngộ nhận tình yêu thôi. Chứ còn yêu người ta ghen, thấy bà làm gì yêu mà không ghen. Có ai mà nhường bạn trai mình cho người khác. Thiệt, bởi bây giờ cô chưa có yêu nha. Cuối cùng phải kể đến những cô nàng tài năng và cá tính. Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ, quần quanh bao năm không buông mặt hồ. Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ. Duyên mình thơ em thơ rất thơ, và anh nâng niu em như đóa hoa. Còn em xem anh như trăng ngọc ngà, tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn. Dẫu trần gian bao la đến đâu, nơi em là nhà. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân, đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu. Em mong lau mắt anh khô. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đâu là còn thương. Khi bão qua rồi biến đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu hết muôn sầu. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em xinh tươi, đôi môi cười hoa thắm, và mặt trời cũng miên nhiệt đấy trên đôi vai em buông chân. Cho anh mơ mộng, anh muốn được cùng em về miền biển vàng. Mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Lần đầu gặp anh trên phố, em ngẩn ngơ em thẫn thờ như người ngu mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt anh đã cho em quên đi tất cả. Em muốn được cùng anh về miền biên vắng, mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa lạ lơi. Sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm trong lòng.
được cùng anh về miền biên vắng. Mình sẽ sống những ngày hè nhuộm nắng dưới bóng dừa lạ lơi. Sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm áp trong lòng hoài. Yêu thương đã từ lâu ấm áp trong lòng hoài. Nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm áp trong lòng hoài. Anh hỡi anh, khi trời mưa lất phất trên phố, thương nhớ ai cho nỗi sầu vẫn rụng xuống vai. Từng giọt mưa, mưa rơi giữa cơn mộng cánh chim nồng say. Tình yêu là xây tơ đó thấy chưa. Anh biết không, ông trời vẫn ghét người hồng nhan. Thương nhớ ai cho khúc nhạc vẫn còn dở dang. Chiều hôm nay, mưa rơi cánh chim lạnh lót trong vườn cây. Ai vẫn mong phố đông người xanh bước bên càng. Người đi theo gió về chốn xa, nơi đây em mãi mong chờ. Chờ một ngày kia gió mây man anh về với em. Ước mơ tình yêu em đó sẽ không rời. Một lần được hát bên người, một lần được yêu dấu anh đan nơi nào với ai. Mãi yêu mình ai. Và tất nhiên, để có được sự thành công của các cặp đôi, không thể không kể đến dàn người nhà siêu ấn tượng của đàn gái. Em đi cùng với tất cả đồng nghiệp ở cơ quan em. Đi mấy người? Dạ 10 người. Hả? Dạ 10 người ạ. 10 người? Wow. 10 người lận hết Tùng ơi. Có nghĩa là hôm nay ủng hộ cho Yến rất là cao luôn. Em xin tự giới thiệu, em là Ngân, em là đồng nghiệp của chị Yến ạ. Xin chào chị Cát Tường, anh Hứa Bình Đạt và các quý vị khán giả trong trường quay ạ. Em đã làm chung với chị Yến khoảng 3 năm. Chị Yến là một người rất là tình cảm, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng với đồng nghiệp, với bạn bè và cả với bệnh nhân nữa. Chị Yến là một người rất là tuyệt vời. Chị có một cái tính xấu là hơi kỹ tính. Dạ. Nhiều khi tụi em cũng nhắc là đừng có kỹ tính quá bà ơi chứ. Có phải là do bệnh nghề nghiệp không em? Dạ có thể chị. Mà tại vì nhiều khi kỹ tính quá đó nên là gặp ai cũng không ưa hết á. Nên khó lắm. Dạ. Gặp đâu thấy vi trùng. Gặp đâu thấy vi trùng. Virus. Em nhận xét về hai chàng trai của chương trình như thế nào nè? Em thấy là hai anh thì có rất là nhiều điểm phù hợp với chị của em. Tại vì đều là người ở gốc của miền Trung đúng không ạ? Anh ghế đỏ thì lại rất là có duyên với chị Yến. Cảm nhận của em á, thì em cảm thấy là em thích anh ghế xanh hơn. Lý do? Tại vì em cảm thấy ảnh có một sự điềm tĩnh ở bên trong ảnh. Mặc dù ảnh hơi nhút nhát một chút xíu, nhưng mà em thấy ảnh rất là điềm tĩnh. Còn anh áo đỏ, anh ghế đỏ thì nãy anh nói là ảnh có một khuyết điểm đó là hơi nóng tính. Mà tính chất của công việc của chị Yến á, thì trực đêm rất là nhiều và phải cần một người đàn ông có thể quan tâm chăm sóc gia đình nhiều. Cảm ơn em. Rồi có 11 người đồng nghiệp ở dưới là mỗi người một ý luôn á. Thôi chết luôn á. Bàn tán nhau quá trời. Rồi. Luôn rồi kìa. Dạ em chào chị Cát Tường và chú Hứa Minh Đạt. Chú Hứa Minh Đạt, người khán giả. Vỗ tay mọi người ơi. Dễ thương hết sức luôn. Trời ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi. Sao vậy Đạt? Em nói lòng em bị vấp ngã. Sao vậy em? Sao có cái sự chế mới đó cho anh Đạt vậy cưng? Dạ tại vì thấy chú để râu. Trời, lại chú để râu nữa. Con bé hay quá trời. Em nói tiếp đi em. Em thấy hai anh thì cũng đẹp trai á. Nhưng mà em thấy cái anh Hà anh hợp với chị hơn. Nhưng mà anh phải chịu được tính của chị em nha. Tính chị em sao? Chị em nói nhiều lắm. Sao trả lời em? Không sao, anh sẽ là một chỗ để em chị em có thể tâm sự mọi lúc mọi nơi. Dạ. Dạ con tên Bảo Nhi. Bảo Nhi. Rồi, Nhi năm nay mấy tuổi? Dạ con 7 tuổi. 7 tuổi, hồi nãy giờ con có nghe mấy cô chú trên này nói chuyện con hiểu không? Dạ hiểu. Hai chú này nè, một chú ghế xanh, chú ghế đỏ nè. Con tư vấn, nên tư vấn cho mẹ con là chọn chú nào? Con nghĩ là chọn chú áo vét. Chú áo vét ở ghế màu xanh. Có chú áo vét. Tại sao? Tại sao con lại chọn chú màu xanh? Tại vì con thấy cũng được. Được là được chỗ nào con? Con thấy chú này cũng được nè. Dễ thương nè, hiền lành nè. Vui tính nữa. Vui tính nữa, về có thời gian chơi với con nữa. Sao con không chịu? Tại vì con thấy hơi kỳ. Hả? Con muốn mẹ hôm nay lên đây
sẽ như thế nào? Con muốn mẹ hôm nay lên đây để được làm người yêu của người khác. Wow. Giờ con nói con chọn chú áo vest màu xanh phải không? Giờ con phỏng vấn chú vài câu cho cô coi. Con nói chuyện trực tiếp với chú. Chú ơi. Ơi. Chú có nói ăn giỏi không? Chú nói ăn ok. Chú biết làm mì xào không chú? Hả? Chú biết làm mì xào không? Mì xào hả? Ok, chú biết làm hết. Chú có chở con đi chơi không? Rất đơn giản. Con hỏi chú ghế đỏ. Chú ghế đỏ. Qua chú ghế đỏ. Có ghế đỏ nha. Có hỏi chú ghế đỏ là có tia đó. Hỏi đi con. Chú ghế đỏ có biết nấu ăn không dạ? Biết. Nhưng mà một số món như là cá chú không biết làm. Nếu mà mẹ con đòi cái gì thì chú có làm gì được không? Có. Thí dụ như mẹ con đòi cái gì nè? Thí dụ mẹ con đòi mua đồ. Thì chú mua cái gì con? Mua đồ. Mua cái gì con cụ thể luôn. Cụ thể luôn. Con biết là mẹ con thích mua cái gì con hỏi chú luôn. Có thể là mẹ con thích mua những cái bộ đồ. Đồ đẹp mặc hả con? Những bộ đồ đẹp. Chú có mua không? Dạ mua chị. Dạ trả lời. Trả lời với con. Dạ chú mua con. Chú sẽ mua cho mẹ con. Chú sẽ mua cho mẹ con. Mấy bộ? Theo yêu cầu của mẹ. Cho con chọn lại đó. Giờ con chọn chú nào? Chú ghế đỏ. Chú ghế đỏ. Chú ghế đỏ chỉ vì mấy bộ đồ thôi con đã quyết định chọn chú ghế đỏ. Xin chào tất cả mọi người ạ. Em là Trang, bạn của chị Khánh. Khánh. Đây cũng là những anh chị, những chị ở trong công ty của rồi, chị Khánh. Xin chào cả nhà mình. Thì ngày hôm nay tụi em rất là mong muốn tới đây để tìm được một nửa của chị em. Rất là khao khát để tìm cho chị một mảnh tình. Thì qua chia sẻ của các anh thì em nghĩ là ngày hôm nay có thể là đó là định mệnh của chị em rồi. Lúc nãy anh có nói là anh ở Bến Bình Đông. Anh cũng nói là anh có thể sẽ ở Phú Quốc. Thì cũng thật là trùng hợp chị em cũng ở Kiên Giang. Em cảm thấy là anh cũng rất chững chạc, đàng hoàng, tình cảm. Cũng giống như những gì mà chị mong muốn một người đàn ông của đời mình. Em mong chị là hãy lựa chọn theo con tim. Em cảm mà chị vẫn đang hoang mang em. Chị là bà Mai, bà mối chị hoang mang lắm. Chị sợ bạn gái em bẻ cong người đàn ông của chị. Không, mà cái này sáng hơn chị. Chắc tại mấy người trước thích uống trà sữa rồi đó chị. Cái này không thích nha, uống cà phê sữa đá hay cái gì nè. Anh thích uống gì? Dạ em, tại em làm bartender anh, cho nên là em thích uống rượu với lại cocktail. Uống rượu mạnh mẽ nha. Uống rượu mạnh mẽ nha. Trà sữa.